Sáng 24 tháng 8 năm 2022, tại Quảng Bình, lễ khai mạc diễn đàn thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng và giải thưởng thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 đã diễn ra trọng thể. Diễn đàn có Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trên cơ sở thực hiện các mục tiêu của kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2021-2025, triển khai các nội dung chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của Trung ương Đoàn, sáng kiến về thúc đẩy các hoạt động thanh niên tình nguyện trong ASEAN diễn đàn chào đón 50 thanh niên tình nguyện đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản. Đây là cơ hội cho thanh niên ASEAN cộng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình nguyện, góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thế mạnh trong lĩnh vực tình nguyện của thanh niên Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Với mục tiêu là đưa ra các sáng kiến về bảo tồn, bảo vệ môi trường và các nội dung tình nguyện khác, diễn đàn và giải thưởng sẽ diễn ra từ nay đến ngày 27 tháng 8 năm 2022 với các phiên thảo luận và chuỗi hoạt động an sinh xã hội triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.